Chính phủ Canada gần đây đã công bố các biện pháp mới nhằm hạn chế và ngăn chặn việc lạm dụng chương trình sinh viên quốc tế thông qua thị thực du học đang được áp dụng tại quốc gia này. Theo đó thì số du học sinh được cấp phép vào nước này năm nay sẽ giảm tới 35% so với năm trước. Điều này đang gây lo ngại cho cả sinh viên quốc tế và cả các trường học ở nước sở tại khi ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu. Tỉnh bang Ontario và British Columbia được cho là sẽ bị tác động nhiều nhất bởi những quy định hạn chế chương trình sinh viên quốc tế của chính phủ Canada, vì phần lớn sinh viên quốc tế đều đang tập trung tại các cơ sở giáo dục ở hai tỉnh bang này với tỷ lệ lần lượt là 50 và 20%. 10 trường đại học tại Ontario đã đưa ra dự báo về mức thâm hụt ngân sách trong giai đoạn 2024-2025 có thể lên đến hơn 200 triệu đô la. Các trường đại học như chúng tôi đã có một thời gian dài xây dựng các chương trình tuyển sinh, hỗ trợ hàng nghìn sinh viên của mình, bao gồm cả việc cung cấp chỗ ở. Tuy nhiên, quy định mới đang khiến một lượng lớn các sinh viên của chúng tôi lo lắng và thấy bất an về tương lai của họ. Và ngay lập tức, các trường cũng đã ghi nhận sự sụt giảm về tài chính. Ít nhất 10 trường tại Ontario đã đưa ra những con số thâm hụt về tài chính lớn trong năm nay. Canada được coi là quốc gia phụ thuộc vào người nhập cư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dân số già hóa tuy nhiên việc nhập cư tăng quá nhanh đã dẫn tới cuộc khủng hoảng nhà ở và chi phí sinh hoạt trong đó phần lớn là do lao động nhập cư tạm thời và sinh viên quốc tế Hiện Canada vẫn là một điểm đến phổ biến của sinh viên quốc tế do việc xin giấy phép lao động dễ dàng. Tuy nhiên, những quy định mới về siết chặt thị thực đối với sinh viên quốc tế có thể thay đổi tất cả. Khi đáng chú ý, Canada sẽ hạn chế quyền tiếp cận giấy phép lao động đối với sinh viên nước ngoài và vợ chồng của họ nhằm giảm tối đa việc lạm dụng chương trình giáo dục quốc tế của Canada. Thật buồn, trước đây tôi vẫn nghĩ Canada là một đất nước cởi mở với sinh viên quốc tế tôi nhận thấy được một số tác động tiêu cực tới nhiều trường có nguồn thu phụ thuộc vào sinh viên quốc tế đó là những tác động rất đáng kể Quyết định dễ thị thực du học của chính phủ Canada sẽ được thực hiện cùng quyết định giới hạn visa du học trong 2 năm tới, với mục tiêu giảm khoảng 35% lượng sinh viên quốc tế trong năm 2024 xuống còn 364.000 người. Dự kiến các biện pháp mới nói trên sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 9, trong đó cũng sẽ ngừng cả việc cấp giấy phép lao động sau tốt nghiệp cho các sinh viên quốc tế như hiện nay. Thưa quý vị quân đội Hàn Quốc ngày 28 tháng 1 thông báo Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình từ bờ biển phía đông của nước này. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc dẫn một phân tích đang được tiến hành cho biết vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương ở vùng biển ngoài khơi cảng Shimpo. Trong thông điệp gửi báo giới, hội đồng này cho biết quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi các dấu hiệu cũng như hoạt động tiếp theo của Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ hai của Triều Tiên từ đầu năm cho đến nay, sau khi nước này phóng thử tên lửa hành trình chiến lược về phía Hoàng Hải hôm 24 tháng 1. Ngày 27 tháng 1, chính phủ Anh đã ra tuyên bố ủng hộ phán quyết mới đây của Tòa án Công lý Quốc tế về yêu cầu Israel cải thiện tình hình nhân đạo tại giải Gaza. Anh cũng đồng thời kêu gọi việc thiết lập một lệnh ngừng bắn bền vững tại đây. Trước đó, vào ngày 26 tháng 1, Tòa án Công lý Quốc tế đã ra phán quyết đầu tiên trong vụ kiện do Nam Phi tiến hành, cáo buộc Israel vi phạm các nghĩa vụ trong Công ước Liên Hợp Quốc về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng. Phán quyết yêu cầu Israel bảo đảm không vi phạm các nghĩa vụ trong Công ước, đồng thời kêu gọi cải thiện tình hình nhân đạo tại giải Gaza phán quyết đã nhận được sự hoan nghênh của nhiều nước trên thế giới chính phủ anh đã ra tuyên bố ủng hộ phán quyết yêu cầu tăng viện trợ nhân đạo cho người dân tại giải gaza đồng thời khẳng định sự cần thiết phải thiết lập một lệnh ngừng bắn bền vững vĩnh viễn không nối lại giao tranh Khoảng 9.000 binh sĩ Thái Lan, Mỹ và 30 quốc gia khác sẽ cùng tham gia cuộc tập trận hổ mang vàng lần thứ 43 năm 2024, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3. Đây hiện là một trong những cuộc tập trận thường niên có quy mô lớn nhất và kéo dài nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc tập trận sẽ được tổ chức tại nhiều khu vực khác nhau ở Thái Lan, bao gồm các tỉnh Lopburi, Chanthaburi, Sakeo, Rayong và Vịnh Thái Lan. Trong khuôn khổ của tập trận này, thì các binh sĩ sẽ tham gia các hoạt động diễn tập chung, bao gồm huấn luyện hợp đồng tác chiến trên thực địa, huấn luyện tác chiến mạng, hỗ trợ nhân đạo và huấn luyện ứng phó thảm họa. Binh sĩ từ bảy quốc gia bao gồm Thái Lan, Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Malaysia sẽ tham gia các hoạt động chính, trong khi Trung Quốc, Australia và Ấn Độ sẽ cử đoàn tham gia các hoạt động diễn tập cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động, và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Theo số liệu thống kê công bố ngày 27 tháng 1, trong ngày xuân vận đầu tiên của năm nay, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 189 triệu lượt di chuyển, tăng tới gần 20% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Cụ thể, lượng khách sử dụng dịch vụ hàng không có mức tăng mạnh nhất với mức 111,8%, trong khi đó lượng hành khách di chuyển bằng đường bộ, đường thủy và đường sắt cũng đều tăng lần lượt từ 16 đến 78%. Ước tính đợt xuân vận năm nay dự kiến sẽ ghi nhận tới 9 tỷ lượt đi lại của người dân Trung Quốc với trung bình 12 triệu lượt hành khách mỗi ngày và khoảng 480 triệu lượt trong đợt cao điểm. Nông dân Pháp tiếp tục duy trì các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào 27 tháng 1 và tiếp tục đe dọa rào chắn xung quanh Paris khi họ cho rằng các biện pháp của chính quyền không đủ để đáp ứng nhu cầu của họ về điều kiện sống và lương tốt hơn. Trước đó, chính quyền Thủ tướng Gabriel Nathan đã hủy bỏ kế hoạch giảm dần trợ cấp của nhà nước đối với dầu diesel nông nghiệp và công bố các bước khác nhằm giảm áp lực tài chính và hành chính mà nhiều nông dân phải đối mặt. Giá gạo đồ xuất khẩu từ trung tâm hàng đầu Ấn Độ tăng lên mức cao kỷ lục trong tuần này do nguồn cung hạn chế và nhu cầu ổn định từ người mua châu Á và châu Phi, trong khi giá gạo giảm ở Việt Nam và Thái Lan. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức kỷ lục 533 đến 542 đô la Mỹ một tấn trong tuần này, tăng so với mức 525 đến 535 đô la Mỹ của tuần trước. Tổ chức nông nghiệp Ấn Độ cho biết nguồn cung trên thị trường bị hạn chế do hoạt động thu mua lúa của chính phủ. Ngoài ra, hoạt động xay sắt gạo vụ mùa mới hiện đang được tiến hành làm giảm thêm lượng gạo xay sẵn có. Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa, thì Đại hội Thể thao Olympic Paris 2024 sẽ chính thức khai mạc. Nước chủ nhà Pháp đang gấp rút hoàn tất những công tác chuẩn bị quan trọng cuối cùng. Theo đó, thì một vấn đề rất lớn được đặt ra là nhanh chóng hoàn thiện thực đơn để phục vụ cho khoảng 15.000 vận động viên dự kiến tranh tài tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Sodexo Life, đơn vị phụ trách các bữa ăn ở làng vận động viên, sẽ tổ chức một đội ngũ gồm 300 người với nhiệm vụ mang lại những trải nghiệm ẩm thực ngon và an toàn nhất cho các vận động viên. Dự kiến sẽ có 550 món ăn phục vụ cho 15.000 vận động viên đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Olympic Paris 2024. Bếp trưởng Schaller của Sodexo Life cho biết, tại Olympic năm nay, ông và các đồng nghiệp của mình sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn là làm thế nào để có thể phục vụ tốt cho 15.000 vận động viên cùng 40.000 bữa ăn mỗi ngày. Bởi mục tiêu của nhóm là đóng góp công sức vào thành tích chung của các vận động viên. Đây không phải là một thực đơn bình thường mà là một nhiệm vụ khổng lồ với 550 công thức nấu ăn trong suốt thời gian diễn ra thế vận hội. Và tất nhiên chúng tôi cũng đã phải tính đến những khả năng dị ứng hay những yếu tố khác như ẩm thực dân tộc, văn hóa và tôn giáo để đáp ứng tối đa nhu cầu của 15.000 vận động viên từ 200 đoàn có cả nam và nữ. 35 môn thể thao với bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, bữa ăn nhẹ trước và sau khi thi đấu hay trước khi tập luyện. Đó là một thách thức thực sự. Sự kiến khoảng 40 tấn thực phẩm sẽ được sử dụng để phục vụ các vận động viên mỗi ngày tại Olympic Paris 2024 và 25% trong số đó sẽ đến từ nguồn cung địa phương để bảo đảm mức độ tươi ngon. Với món đậu lăng xanh, chúng tôi sẽ sử dụng các loại đậu lăng xanh có nguồn gốc địa phương để giữ được độ tươi giòn của món ăn này. Đối với Thế vận hội Paris 2024, chúng tôi sẽ chào đón cả thế giới tại bàn ăn của mình. Các bữa ăn tại làng vận động viên sẽ bắt đầu được phục vụ từ ngày 10 tháng 7, 16 ngày trước khi Olympic chính thức khởi tranh và sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 9, tức 4 ngày sau lễ bế mạc Paralympic.